vòng xoay để giao lưu với bà con xã La Cu đi ạ. Nói vòng xoay không kể trẻ già trẻ em, và tất cả mọi quý vị khách quý và quý vị đại biểu, chúng ta đến giao lưu với những trái rượu cần mà thôn làng đã mang đến trong hội xuân ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn đội cồng chiêng xoan làng Bôn, làng Tăng.